tại chùa Cửu Thiên. Theo thông lệ hàng tháng, đại đức trụ trì có tổ chức pháp hội để cho chư Phật tử xa gần có niềm tin, có duyên lành tề tụ về đây để tham dự lắng nghe Phật pháp. Kỳ giảng pháp kỳ này chúng tôi vô cùng hoan hỷ được đại đức trụ trì thỉnh mời về đây, trước là gặp gỡ và chia sẻ Phật pháp đến cho quý Phật tử. Lời đầu tiên cho phép chánh định được nói lời vấn an sức khỏe đến đại đức trụ trì cùng chư tôn đức tăng, đặc biệt là tất cả các Phật tử đang hiện diện cũng như vắng mặt, và các Phật tử đang xem live stream trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị, đề tài mà chánh định muốn gửi đến quý vị trong buổi tối hôm nay đó là một câu thơ có nội dung như sau: là nghiệp duyên có ở nơi mình, sống sao phải đạo, Phật trời chở che. Chúng ta mượn cái nội dung của câu nói này để làm cái đề tài của bài pháp. Cho buổi tối hôm nay gửi đến cho quý Phật tử. Câu nói là nghiệp duyên có ở nơi mình, mình sống sao phải đạo thì Phật trời chở che. Chúng tôi xin được ví dụ một cái người mà họ chuyên làm ác từ thân khẩu ý không có trọn lành. Thí dụ thân thì họ sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu thì họ nói dối, nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời nhảm nhí vô ích. Ý của cái người này thì tối ngày cứ tham ác không, rồi sân ác nữa, rồi tà kiến ác nữa. Nói chung là một người chuyên về làm ác đó, sống không có một chút gì hướng thiện hết. Họ sống như vậy rồi họ vào chùa, họ cầu trời khẩn Phật để chở che cho họ, thì theo quý vị có Phật trời nào chở che không? Có chở che không? Nó lớn lớn một chút coi, sợ hả? Mỗi người làm ác đó là chuyên môn làm những chuyện xấu không à. Sống một người tử tế cũng không có, làm người chưa được nữa, rồi họ vào chùa họ đốt nhang, rồi họ quỳ, họ thành khẩn, họ cầu trời, cầu Đức Phật để chở che cho họ. Thí dụ giờ một người khác đi, họ chuyên nhà bất hiếu với cha mẹ đi, đó, cụ thể luôn, là một đứa nghịch tử, một đứa con mà bất hiếu với cha mẹ, làm khổ cha khổ mẹ, làm cha mẹ nhiều khi không chết sớm thì cũng chết muộn, tức quá rồi sanh bệnh, bệnh rồi cái ngày này qua ngày kia, dần già rồi chết.
Thì theo quý vị, cái người này họ vào chùa họ lại Phật để mà Phật chở che cho họ thì có được không? Không. Nếu mà Phật chở che cho mấy người đó thì Phật sẽ bị mang tiếng là bao che. Nhiều người cha mẹ bao che cho con cái dữ lắm, nó làm sai nhưng mà nhiều người thương quá bao che, thương quá rồi không dám la rầy, không dám gì hết. Thì thành ra cái hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Và nó cũng trúng với cái ý của Đức Phật dạy trong kinh là gì? Là nghiệp duyên có ở nơi mình thì hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Hãy đảo tự thân, hãy nương tựa vào chính mình. Tự mình thắp đuốc mà đi, những lời Phật dạy khắc ghi trong lòng. Đừng mong ai cứu, mà trong tự tu tự cứu, ai trồng nấy ăn. Ở đây Đức Phật Ngài muốn nâng cao cái tính gọi là tự giác ở mỗi cá nhân chúng ta. Đức Phật Ngài nói rõ Như Lai chỉ là đấng đạo sư. Bây giờ thời tiết nó chuẩn bị lập đông rồi, thời gian ngắn nữa chúng ta chuẩn bị đón mùa xuân rồi, phải không nè? Bây giờ tôi vô lên nghe bài hát này xong là mạnh mẽ là nghe pháp nghe. Bài hát mỗi khi đến chùa được viết theo bài nhạc nỗi buồn qua phượng là mỗi khi đến hè. Ở ngoài thì mỗi khi đến hè nó buồn, phải không nè? Còn bây giờ mình đến chùa phải vui. Mời quý vị thưởng thức. Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn, rải tâm từ bi chứa bao tình thương. Đường xưa mây trắng theo bóng Như Lai, những lời tụng kinh chú nguyện làm tan giấc mơ ao quyền. Tiếng chuông thức tình người chưa vỡ mộng, biết ai còn nhớ đến ân Phật không. Đường tu không vướng bao nỗi tơ vương, thấy đời là cơn vô thường, lòng con hướng về lo tu. Giá biết nợ trần gian, đi tu tâm chánh niệm, tính đến tâm mình luôn nhớ mãi. Buồn chi chuyện trần gian, cầu mong đừng luôn nuối tiếc, tâm Bồ Đề này luôn phát huy. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi khổ đau người ơi. Đường tu gian khổ nhưng dân an vui, mỗi lần xa thân quá độ, nguyện theo dấu chân chân của người. Giá biệt nợ trần gian, đi tu tâm chánh niệm, tính tâm mình luôn nhớ mãi. Buồn chi chuyện trần ai, cầu mong đừng luôn nuối tiếc, tâm Bồ Đề này luôn phát huy. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi khổ đau người ơi. Đường tu gian khổ nhưng dân an vui, mỗi lần xa thân quá độ, nguyện theo dấu chân chân của người. Đường tu gian khổ nhưng dân an vui, mỗi lần xa thân quá độ, nguyện theo dấu chân chân của người.
bài mỗi khi đến chùa với mỗi khi đến hè nào hay? Thật sự thì chúng tôi cũng muốn cho quý vị có niềm vui khi chúng ta ngồi nghe pháp thôi, chứ không phải có ý gì. Đừng có tưởng đâu chắc sư Chánh Định này ông muốn hát quá làm bộ kiếm chịu ông hát. Thưa quý vị, trở lại cái chủ đề của chúng tôi muốn cho quý vị một cái thông điệp là gì biết không? Là chúng ta đến cuộc đời này, chúng ta phải suy nghĩ coi mình đến đây để làm gì. Rồi xong rồi mình đi về đâu? Đó là những cái vấn đề mà của kiếp nhân sinh chúng ta phải đặt câu hỏi. Mà kiếp người thì nó ngắn ngủi lắm. Thọ mạng tùy theo chúng sanh, có người sống lâu, có người chết sớm. Vì vậy chúng tôi mới nói câu là nhiều lắm trăm năm một kiếp người. Đến rồi ai cũng phải đi thôi, chứ không phải ở đây hoài. Thấy không nè? Hãy sống sao cho đời ý nghĩa. Để buổi xuôi tai thì miệng mỉm cười. Có câu danh ngôn nói rằng là khi bạn sanh ra đời đó, mọi người cười, bạn khóc. Hãy sống như thế nào để khi bạn chết đi á, mọi người khóc, ta mỉm cười. Hiểu ý này không? Như vậy thì sống bao lâu, dài ngắn như thế nào không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta sống như thế nào, có ý nghĩa hay không mới là quan trọng. Có nhiều người đến cuộc đời này không mang được chút gì lợi ích cho xã hội, cho gia đình, cho kiếp nhân sinh, không có mang chút gì lợi ích. Mà thân làm người thì khó được. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy có bốn điều khó được, mình phải biết cái điều này. Là sanh làm người có dễ đâu, được làm người thì khó sống lâu trên đời. Được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật, ra đời khó thành. Mà mình được sanh làm người rồi, thấy không nè, là một cái điều khó trong cái nhìn của đạo Phật. Điều khó thứ hai là được làm người sống lâu. Cái mạng người nó mong manh lắm, dễ chết lắm. Cái những chúng sanh quý vị biết không, nhiều khi chết trong bụng mẹ nữa, chưa kịp chào đời đã ngủm cụ tổ rồi. Là có những chúng sanh vừa chào đời cũng có chết. Là những chúng sanh chào đời được một năm hai năm, trong lúc mà cha mẹ mà nuôi dưỡng chỉ cần sơ sức chút, xin lỗi quý vị, té giường lọt ao lọt giếng gì cũng chết. Lúc đó còn bé quá mà. Mình thấy cái mạng sống của đứa bé nó bấp bênh dữ lắm. Rồi lớn lên chút như thế này, rồi tai họa thình lình ở ngoài đường, ngoài xá, đủ thứ cái tai nạn thình lình đến với mình. Có nhiều người ở trong nhà cũng có cái tai họa đến đây mà chết. Có những cái bất định pháp, mình không biết mình chết lúc nào, chết ở đâu, rồi sanh về đâu, vân vân. Những cái đó là mình không có vô định. Vì vậy hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị một thông điệp đó là đến với cái kiếp người làm người này, sống dài ngắn không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta sống như thế nào. Kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì, khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Bốn câu này là muốn cho chúng ta một cái ý là cái chuyện mà chúng ta sống hay chết, đến với cuộc đời này rồi ra đi lúc nào, điều đó không có quan trọng, mình đừng có quan tâm. Tại vì mỗi chúng sanh đều có cái thọ mạng nhất định. Vì vậy mà kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng, lo làm gì. Mình tối ngày mình cứ lo mình sẽ chết. Mà chúng tôi hay nói rằng là thật sự cái chết nó không có đáng sợ. Vì sao quý vị biết không? Mình chết hàng triệu triệu kiếp rồi, phải không nè? Nếu không có cái chết của kiếp trước thì kiếp này có bạc không?
Không. Rồi nếu không có cái chết của kiếp này thì kiếp sau có mặt không? Không. Thấy không nè? Không có một ông già 80 tuổi lìa đời thì làm gì có đứa bé sơ sinh chào đời. Như vậy thì luân hồi vô số kiếp thì mình đã chết cũng vô số số kiếp. Chết nhiều như vậy còn sợ gì nữa? Không phải mới chết đâu sợ. Thấy không nè? Cho nên thật sự cái chết nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Không hiểu từ đâu mình lệ thuộc vô cái chuyện sanh tử dữ lắm. Mà đó là một trong những cái khổ của ba cái khổ đó. Khổ khổ, rồi hoại khổ, rồi hành khổ. Hành khổ tức là mình bị lệ thuộc vô cái pháp hữu vi, cái pháp sanh diệt, cái pháp có không còn mất. Không hiểu từ đâu mà khi mình chào đời lớn lên, cha mẹ đặt cho cái tên, rồi thế là từ đó bắt đầu chúng ta lại bị lệ thuộc vô cái chuyện có không còn mắc khen chê. Hãy có là vui, không là buồn. Còn là vui, mất là buồn. Phải không nè? Mình lệ thuộc dữ lắm. Từ đâu không hiểu mà mình quá ư là lệ thuộc trong cái kiếp nhân sinh này. Thì hôm nay chúng tôi nói cái bài pháp này để mong cho quý vị hiểu được rằng đó là sao nè, là sống lâu hay sống ngắn nó không còn quan trọng đó chúng ta nữa, mà quan trọng với chúng ta sống như thế nào. Ai sanh ra đời cũng một lần phải chết, chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh xanh mãi ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời trắng cả hai bàn tay. Khi sống á, tham nhặt cho đầy để mang lấy nghiệp trả dai nợ đời. Kiếp luân hồi có sinh có diệt, đời vô thường giả tạm hư không, ngũ quẩn sắc bất dị không, an nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. Sống kiếp đời cho nên gây nghiệp, để tái sinh tạo kiếp luân hồi, ta bà là cõi tạm thôi, phước đức an lạc, niết bàn an vui. Vỗ tay đi. Hay như vậy mà không vỗ tay nữa. Hôm nay quý vị đến đây ngoài cái nhiệm vụ ngồi nghe pháp ra, chúng ta còn có thêm một nhiệm vụ mới là vỗ tay. Mình phải tập trung lắng nghe, rồi mình thấm, mình hiểu, rồi mình mới vỗ tay. Mà có hai cái nhiệm vụ đơn giản vậy mà không tròn nữa là thôi. Sống sao cho ý nghĩa đây. Thấy không nè? Không xứng với câu người ta nói một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Hôm nay quý vị là cái người đáng khen hơn chúng tôi nữa. Thầy trụ trì mời chúng tôi về đây, chúng tôi thuyết pháp. Thì cũng có nhiều người khen rồi đó. Nhưng mà mấy người mà nghe pháp như quý vị, làm sao cho chúng tôi để hoàn thành được cái buổi thuyết pháp này, là quý vị là cái người đáng khen hơn chúng tôi. Mà thật sự như vậy, nếu không có quý vị chúng tôi nói pháp cho ai đây? Nói cho hư không nghe không được. Cũng nhờ quý vị dành cái thời gian quý báu của mình hôm nay là buổi tối, thay vì ở nhà với gia đình, nhưng mà thôi mình ráng mình đến đây để mình tham dự. Cho nên mới có một câu là sự có mặt của quý vị là góp phần công đức rất lớn cho cái buổi pháp thoại này được thành tựu. Và chúng tôi cũng cảm ơn quý vị nữa. Hôm nay thầy trụ trì mà đến đây chúng tôi làm một nhiệm vụ là thuyết pháp, mà đến đây không có người nghe, và có mà nói ít quá,
rồi giảng hồi pháp nó không lên. Quý vị biết không, mấy người mà họ lên đồng lên bóng mà phải có cơ họ lên mới được chứ, chứ không có sao họ lên, không ai nhập vô sao họ lên. Giảng sao để cho pháp nó nhập vô người luôn á, nó tuôn ra là pháp, pháp không á, thì đó mà gọi là pháp nó lên. Mà muốn cho nó cái cảm hứng mà pháp lên là phải nhờ vào cái đối tượng nghe pháp đó. Quý vị nghe làm sao mà cho hồi đó. Quý vị nghe làm sao cho hồi pháp nó nhập vô sư, pháp nó lên đó. Bây giờ nó trời pháp cũng lên rồi đó, tới giờ ông giảng rồi đó, vậy nó mới thành công. Chứ bây giờ pháp nó không lên nói tầm xàm hồi chết nữa, thấy không đó. Rồi mục đích của chúng tôi là phải sống như thế nào mới là quan trọng, còn sống lâu hay sống ngắn không quan trọng nha. Đó, hôm nay là chúng ta phải nắm một cái thông điệp như vậy. Cái chuyện đó mình không đáng lo, mình lo cái chuyện đáng lo không lo, mình đi lo cái chuyện không đáng lo. Cái chuyện mà sống lâu hay sống dài hay sống ngắn á, mình lo được không? Sao lo được? Ta nói rồi, kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng, lo làm gì đó. Cái chuyện đó không đáng lo, mà cái chuyện đáng lo là phải sống như thế thế nào. Đúng rồi đó, hôm nay là quý vị nghe phải nắm cái chủ ý của cái nội dung bài pháp. Dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Cái đoạn thơ kế là người ta nói rằng là dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng cái điều quan trọng là gì? Nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Như vậy thì do cuộc sống này mình sanh ra làm người, mình chấp vào cái chuyện giàu nghèo quá, mình không từ đâu mà tự nhiên mình nói sanh ra đâu có gì đâu mà tự nhiên bây giờ cô không có gì cái mình buồn. Thấy không? Nãy rõ ràng là mình chào đi vào đời với hai bàn tay chắc, lúc lìa đời thì chắc cả hai bàn tay, khi sống thì mình sao ham nhặt cho đầy, cứ ham nhặt vô rồi cứ đầy, cuối cùng là gì? Để mang lấy nghiệp trả dai nở đời, làm sao không tạo nghiệp, thấy không nè. Cho nên bây giờ là mình sống như thế nào là sao? Bây giờ xấu cũng được, đẹp cũng được, giàu cũng được mà nghèo cũng được, nhưng mà cái tâm mình đừng có chấp. Do mình chấp mình mới khổ. Mình chấp giàu giàu á, cái mình thấy nghèo là khổ, đúng không? Mình chấp giàu đẹp cái mình xấu mình thấy khổ. Còn nếu như mình không có chấp giàu giàu với đẹp thì mình thấy xấu đâu có khổ. Bạn không mong cầu thành công thì bạn sẽ không sợ thất bại. Bạn không thấy được cái cảm xúc của cái đẹp thì cái xấu bạn thấy tỉnh bờ. Cái người trí á, họ xem hạnh phúc giống như phù du vậy. Họ không có đi tìm như mình. Cái lời khen giống như gió thoảng mây bay. Còn mình á, khoái lời khen cho nên sợ tiếng chê dữ lắm. Khoái giàu cho nên sợ nghèo. Nó tự động thôi, nó automatic mà. Khoái đẹp cho nên sợ xấu. Có cô kia có còn nói còn hay hơn nữa. Nó nói sư, con không phải buồn vì con xấu, mà con buồn vì nhỏ bạn nó đẹp. Đó đó. Rồi con nói thưa sư, con không buồn vì con nghèo, con không buồn vì con sinh ra gia đình nghèo, nhà con nghèo con không buồn, mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu, khó chịu. Chính vì thấy cái nhà kế bên nó giàu cho nên thấy nhà mình nó nghèo, từ đó sinh ra cái sự khổ. Thì hôm nay là dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Giàu sang dễ bị mê sai, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, an vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Quý vị biết cái người giàu sang họ mê sai dữ lắm, dính mắt vô của cải dữ lắm. Cho nên ông bà mình có câu rất là vui là gì? Người giàu thì ham việc,
mà thất nghiệp thì ham ăn. Trời ơi. Cái người giàu họ có điều kiện, họ ham công việc dữ lắm. Quý vị không tin chúng tôi bây giờ ra hỏi người giàu: trời, con bận lắm sư ơi, công ty con, công việc con bây giờ nó tối tăm mặt mày hết trơn à. Con đầu tư chỗ này, con làm ăn chỗ kia. Nói chung là công việc của người giàu nó nhiều lắm mà họ ham việc. Tại họ làm ra tiền được, họ thích, họ bị cuốn theo. Dòng cái thứ thất nghiệp đó không có tiền là còn thèm đủ thứ. Cái câu này chí lý lắm à. Phải không? Ông bà mình nói không có sai. Vì sao biết không sai không? Tại ông bà mình rút tỉa kinh nghiệm từ nhiều đời, nhiều kiếp rồi, lâu năm rồi. Ông bà mới phát ra câu đâu trật đâu, như chân lý đâu vậy. Nói câu đơn giản là nhà giàu thì ham việc, mà thất nghiệp thì ham ăn. Dòng cái thứ không có tiền là thèm đủ. Giàu sang dễ bị mê sai, nghèo nàn đảm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong đó, an nhiên tự tại, tấm lòng thanh cao. Quan trọng nhất là sống kiếp người, mình thấy người giàu họ lưu bu công việc vậy, nó cực lắm. Đầu tắt mặt tối, trời ơi ham việc dữ lắm. Còn mình mà nghèo nàn thôi đảm bạc không, qua ngày cũng xong. Mà làm con người thì cần phải cái gì nè? Thông dong, quan trọng lắm. Rồi an nhiên tự tại, an vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Bởi vì sao? Tha thứ thì mới thư thái, thông thả thì mới thanh thản được, thảnh thơi thì mới thánh thiệt. Quý vị mà không có thông thả thì sao thanh thản, mà không thảnh thơi thì sao thánh thiệt. Tối ngày cái tham sân si không thì sao thánh thiệt. Thấy không nè? Cho nên bạn không mong cầu thành công thì bạn sẽ không sợ thất bại. Bạn không mong cầu gì hết thì bạn sẽ không có bị sợ sệt. Cái này mình mong cầu hạnh phúc thì mình sợ khổ đau dữ lắm. Mình hiểu rằng đó là muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành sát thân, đau khổ vì nỗi mong cầu. Đó, nghe cho kỹ chỗ này. Đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Mình phải an vui, mình biết rằng cái nguyên nhân sinh ra sự khổ đó là gì? Đó là gì nè? Là tham. Cho dù là mình giàu có, sang trọng, giàu đi nữa thì đẹp đi nữa, mà mình còn tham vẫn còn khổ. Và cái lòng tham con người nó không có dừng. Cho nên ông bà mới nói tiếp một câu là được voi đội đòi tiên. Được tiên rồi đổi gì? Đòi tiên đẹp. Mấy ông á, được tiên rồi giờ đòi tiên đẹp nó mới chết chứ, nó không có dừng. Cái lòng tham con người mình nó không có biết dừng lại. Cho nên đó là đau khổ vì nỗi mong cầu, cầu mà không được thì nỗi sầu lại tăng, nó tăng lên à. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, có chi phải cầu. Nương theo giáo pháp Phật Đà, chữ tâm Phật dạy giúp ta độ đời, đến bờ giác ngộ thảnh thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Chỉ có cách đó thôi. Có câu chuyện để nói là cái lòng tham con người, cầu mà không được thì nỗi sầu lại tăng đó. Đau khổ vì nỗi mong cầu. Câu chuyện này chắc quý vị cũng có nghe rồi, nhưng tôi kể lại để nhấn mạnh cái chỗ này. Là sáng sớm có đứa bé nó ngồi bên đường nó khóc. Một người thanh niên tốt bụng đi ngang thấy đứa bé khóc mới dừng lại hỏi tại sao con khóc. Đứa bé mới trả lời rằng hồi sáng mẹ con cho con 1 đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì người thanh niên tốt bụng nói thôi vậy con nín đi, chú sẽ cho con 1 đồng. Khi người thanh niên móc 1 đồng ra cho đứa bé, nó cầm 1 đồng trong tay, thay vì nó nín đằng này nó khóc lớn hơn nữa. Người thanh niên mới hết hồn mới nói ủa con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con 1 đồng thì con phải nín chứ, thì sao con khóc lớn hơn nữa. Đứa bé mới trả lời rằng là phải chi, hồi sáng con đừng mất 1 đồng, bây giờ có 2 đồng rồi.
Mình á, mình sanh mình có gì không? Không có gì được. Đi vào đời với hai bàn tay gì? Tay trắng, không có gì đâu. Mà lúc lìa đời cũng trắng, hai bàn tay có mang theo được cái gì không? Phải không nè? Có phải mang theo được mình cũng nói. Chết rồi tiền cổ chẳng đem theo mà, không mang theo được cái gì. Mà bắt đầu lớn lên có được chút đó. Bây giờ bắt đầu có rồi đó nghe. Có nhà, có cửa, có chồng, có con, có tiền cổ. Bắt đầu à. Bắt đầu nó mất một cái coi mà biết. Nó mất một cái rồi bắt đầu buồn. Buồn một, mà kiếm lại được cái rồi cái buồn hai. Giống đứa bé. Đứa bé là nó mất một đồng nó buồn một đúng không? Nó được cái người thanh niên cái cho nó một đồng, đâu có vụ mà về được, nó mới buồn hai, nó khóc lớn hơn nữa. Cái người thanh niên mới hỏi tại sao con mất một đồng con buồn con khóc. Thì chú cũng nói chú cho con một đồng là con phải nín chứ. Nó nói không phải chi hồi sáng đừng mất một đồng bây giờ có hai đồng. Cái tâm của người mình nó như vậy. Giàu sang dễ bị mê sai, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, an vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm ta tâm không đóng nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị phải hiểu được cái ý của kiếp làm người này, nó có những cái sự việc xảy ra như vậy, sự tình như vậy. Mình phải biết chấp nhận. Người tu là vậy đó. Người tu muốn hóa giải nỗi khổ niềm đau thì phải tập chấp nhận. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Vỗ tay đi. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Như vậy thì cuộc đời sóng gió ba đào đúng không? Cuộc đời này nó mình phải hiểu nó là một cái cuộc sóng gió ba đào. Tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Nếu tâm mình không đắm nhiễm á thì gió nó động lai được không? Quý vị hiểu cuộc đời sóng gió ba đào không? Nó có tám ngọn gió đời trong kinh dạy. Quý vị là Phật tử phải biết tám ngọn gió này. Đức Phật ngài nói tám ngọn gió đời để thổi mình dữ lắm. Ở đây ai thuộc tám ngọn gió đời? Không thuộc, hàng chi không biết gió nào nó thổi mình nữa. Mình phải biết. Mình phải biết hôm nay mình học đạo phải biết tám ngọn gió đời. Cuộc đời sóng gió ba đào. Tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thưa với quý vị, tám ngọn gió đời sóng gió ba đào là gồm có gì? Một là được lợi, hai là mất lợi. Đó, hai ngọn gió này thổi mình đấy, cái tâm mình nó đang bình yên cái có lợi cái đầu nó vui lên, mất lợi cái nó buồn. Đó, gió đời đó, gió đời là vậy đó. Rồi được lợi mất lợi là tiếp cái gì nữa? Được khen bị chê, hai ngọn gió nữa. Hai ngọn gió này nó cũng thổi mình. Rồi được quyền chức, mất quyền chức, hai ngọn gió rồi nữa, là sáu ngọn rồi đó. Rồi được vui bị khổ, hai ngọn gió rồi nữa, là tám ngọn gió đời. À, về nhớ giùm chúng tôi là bốn tám ngọn gió đời này là cuộc đời sóng gió ba đào là đó đó. Suốt ngày nó mấy cái này nó cứ thổi mình. Nhưng mà nếu tâm ta không, tâm không đóng nhiễm thì gió nào động lại. Thế người tu Phật mình á, Đức Phật nói ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai. Dễ gì mà chuyển xoay được, cái tâm mình cứng rồi á, giống như ngọn núi kiên trì. Gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển xoay, thì chuyển lai. Mà những lời chửi mắng mê sai, Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sinh. Thế người tu mình là Đức Phật á, thì những cái chuyện thị phi của cuộc đời Đức Phật cũng bị, cũng bị. Chứ đâu phải ngàn bị ta chửi đâu. Trong cuộc đời này thì sóng gió ba đào là ai cũng phải sanh trong cái tam giới này thì phải gặp hết. Đức Phật cũng bị là ngài cũng có lúc được lợi mất lợi, rồi được quyền chức mất quyền chức, được khen
bị chê, được vui, bị khổ, Ngài bị y hệt như mình vậy đó. Nhưng mà Ngài bị người ta chửi thì Ngài sao? Hả? Đó, Ngài bị người ta chửi, cỡ nào chửi thì Ngài nó là giống như ngọn núi kiên trì, gió luồn tứ hướng dễ gì chuyển lại những lời chửi mắng mê sai, Như Lai lãnh chịu thương gì chúng sanh. Ngài lãnh chịu cái đó mà Ngài thương người ta nữa. Thứ hai nữa là Phật mà chửi Ngài thì nó chuyện quá nhỏ. Tại vì các ngọn gió khác thổi còn chưa thấy gì, không ngồi chi là thị phi này. Mình đệ tử Phật cũng bị người ta chửi, rồi mình sao? Mình chửi lại. Ghê đó. Phật bị ta chửi, Phật chẳng nhịn. Phật bị ta chửi 7 ngày đó. Quý vị có ai bị cho ai chửi 7 ngày chưa? Chưa, dữ lắm ta chửi mình có vài câu à. Cái bà nào bà khùng lắm mà chửi mình chắc được nửa tiếng rồi bà cũng hết chữ nổi à. Mà Phật bị người ta chửi 7 ngày. Quý vị nào mà có học kinh nghe thì biết Đức Phật có bị một cái nhóm du thủ du thực của các bà hoàng hậu gọi là Magandhija. Các bà đó bà ghét Đức Phật. Là sao bà ghét biết không? Bà là con gái của hai ông bà La Môn xem tướng. Hai ông bà La Môn xem tướng giỏi lắm. Thì hai ông bà La Môn này có đứa con gái rất đẹp, là bà đó, bà Magandhija đó, bà đẹp lắm. Rồi cái hai ông bà La Môn này mới mới dựa vào cái khả năng xem tướng của mình á, đi tìm cái người chồng cho con gái mình, tìm cho xứng đáng. Thì hôm nọ hai ông bà La Môn mới đi trên đường mới gặp Đức Phật. Hai ông bà La Môn mới nhìn vô thấy Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trời ơi, tướng của bậc đại trưởng phu, đại nhân. Mấy bà này học xem tướng mà, chỗ nhìn thấy rồi, trời ơi, đây mới là xứng đáng là con rể của mình, mới xứng đáng là chồng con gái của mình. Cái hang bà đó mới kêu Đức Phật đứng yên đó, dựng Đức Phật lại để chạy về nhà, mời con gái ra để cho Đức Phật nhìn, giới thiệu Đức Phật là có cô gái đẹp. Thì Đức Phật ngày sau khi đó xong, Ngài mới đi đến cái gốc cây đó, Ngài ngồi, Ngài cúng chợ. Lại Ngài thấy hai duyên hang bà La Môn này nó tới rồi, chín mùi rồi. Hang bà La Môn dắt cô con gái ra ngồi, đến ra gặp Đức Phật. Thì lúc Đức Phật đang ngồi gốc cây thì gia đình nó mới ngồi chung quanh đó, bắt đầu Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật giảng về cái sự vô thường, là con người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi xấu xí rồi bệnh rồi mới chết. Rồi Ngài dùng cái thần thông, Ngài mới hiện ra một cô gái cực đẹp, đẹp hơn cả con gái của ông bà La Môn nữa. Rồi cái nó qua 5 tháng, lúc 18 đôi mươi, 20 rồi cái qua 30 rồi 40 rồi 50 rồi 60, 70. Trời ơi, già thằng 80 cái nhăn nheo hết, 90 cái ngủm cụ tỏi. Hai ông bà La Môn ngộ liền, ngộ đạo liền, ngộ được cái thiết vô thường, là không có nhìn cái soi gương nữa. Giống như cái bài thơ soi gương, soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, vậy cả hồn xuân mắt dịu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời qua cõi tiên. Dòng thời gian bỗng nhân khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sau nỗi bất an. Rồi một hôm vâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt, từ ấy thanh bình giữa sắc hồng. Vỗ tay. Thì hai ông bà La Môn đó mới ngộ được về cái vô thường. Còn bạn gái bà không ngộ. Bà nói Đức Phật là giống như là chơi bà vậy, giống như là làm vậy, giống như bí mật bà. Bà giận bà ngoan ngoãn đứng nữa bỏ về. Bà về bà giận dỗi lắm. Bà nói ba mẹ gì đâu kỳ quá, dắt con ra gặp cái ông này, ông này ông chê con già rồi con xấu rồi, mốt con già con xấu rồi con chết. Bà giận. Bà giận thì bà về đó đợt sau, thì sau đó thời gian ngắn là bà được, vì bà đẹp mà, bà được tiễn vô làm trong cung là hoàng hậu. Trời ơi, bà lúc rồi mới khổ á. Khi bà là hoàng hậu rồi, lúc mà ông vua cưới bà về là hoàng hậu rồi, lúc có lên chức hoàng hậu rồi, cái một hôm nọ Đức Phật mới trở đi ngang cái thành của bà để mà hóa duyên. Bà nói thù này phải trả, bây giờ hoàng hậu rồi. Thế là bà mới
cho người đi thuê. Mấy cái người mà chửi mướn á, cậu ơi, chửi mướn là quý vị biết rồi đó nha, chửi ghê lắm á, chửi có dần có điệu luôn á, chửi ngày chửi đêm luôn, cứ bám sát Đức Phật chửi. Đức Phật đi bên đây đường đi bên kia nó chửi, nó chửi chửi mà đến mức độ mà xin quý vị biết không, cái ngày thị giả của Đức Phật là ngày A Nan á, cái tâm của ngài á, thì ngài mới có đắc đạo quả tu đạo quần thôi, cho nên cái sự khó chịu trong tâm á, cái lòng sân bực bội trong lòng vẫn còn. Chửi mà ngài A Nan chịu không nói, ngài nói bạch Thế Tôn ơi, chúng ta đi qua cái chỗ khác đi, đừng có đi con đường này nữa. Ngài đi ngay nó cũng chửi mình đó, chửi quá trời chửi, đúng rồi, chửi mà chửi mướn là biết gì không? Nó chửi xong về đánh tiền. Thì Đức Phật ngài mới nói nếu như đi sang con đường khác mà gặp người khác chửi nữa thì sao, cũng vậy à. Cho nên thôi, chuyện nào ở đâu thì giải quyết ở đó. Thế là Đức Phật cứ đi, ngày nào cũng cái nhóm này ra nó chửi từ sáng chiều về lãnh tiền, nó chửi đến ngày thứ bảy quý vị, nó ngán quá, tại chửi Phật cũng im ru rồi, chửi mà thấy Phật không có ngon ngoe gì hết, không có phản ứng gì hết trơn. Thì Đức Phật mới dạy nó rằng là mấy người mà mang đồ tặng ta, mang đồ tặng người khác mà người khác không nhận thì cái đồ nó thuộc về ai? Nó thuộc về các ngươi. Nếu mình chửi mắng người ta mà người ta không áp phê vậy trơn á, thì những cái lời chửi mắng nó phản ngược lại, lại mình giống chửi mình vậy đó. Vì vậy mà mới có là mình cái giận hờn á, là mình tự đem cái lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Đúng rồi, cái này hay à. Cái gì mà giận ai đó, nhiều khi mình nóng lên, mình giận lên thì bản thân mình đang bị chịu cái áp lực của cái sự sân giận, không nè. Mà cái lỗi lầm đâu phải của mình đâu, mà cái lỗi lầm đó là của ai? Của người khác, của ông chồng mình, của bạn mình, của đứa con mình, không phải của mình. Tự nhiên mình đem cái lỗi lầm đó cái mình trừng phạt chính mình, như vậy thì mình có quá bất công không? Cho mình tự làm khổ mình chứ đâu ai làm khổ mình. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường vậy đó, thì cái độ cao khối u nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Mình ngu bao nhiêu mình tự làm khổ mình bấy nhiêu. Thì hôm nay chúng tôi muốn quý vị là hãy sống như thế nào nó hay hơn là sống để mà hơn thua. Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận này thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Hay ạ. Quý vị nghe chúng tôi vừa xuống xe cái vỗ tay được rồi. Đó là cái nghệ thuật lắng nghe pháp là vậy đó. Chúng tôi đọc nguyên một cái bài thơ, mà nhiều khi bài thơ nó dài quá, quý vị không biết chỗ nào nó hết, đeo vỗ tay cái ngồi ngớ ngẩn cái này ngồi nhìn. Có nhiều người hỏi xong vỗ tay nói trời nghe hay quá, đang lắng nghe không biết chỗ nào hết. Cho nên bây giờ quý vị phải tập trung cái chỗ mà chúng tôi mua xuống sàn cái vỗ tay, giống như hát cải lương rồi đó. Cái câu giọng cổ nó hay lắm quý vị. Người ta lên câu giọng cổ cái lúc mà người ta xuống xề á, vừa xuống xề cái là dưới vỗ tay rần rần rần. Tao thử một câu quý vị nghe, vỗ tay nghe. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa đã điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên nhân gì nàng muốn đi tu? Vui kinh kệ mà quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả? Bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Đó, nó vậy. Thí dụ thôi, bữa nào rảnh rảnh hát hết bài cho nghe. Ví dụ là khi nào mà nghe mà cái giọng mà chuẩn bị xuống xe á, là vỗ tay. Hôm nay quý vị có hai nhiệm vụ.
Thứ nhất là gì? Nghe pháp. Thứ hai là gì? Trời giỏi. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, an vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hàng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Đó, thế gian cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Như vậy thì cuộc sống này á, thế gian này nó cần cái gì nè? Cần có tình thương. Thì mình sống kiếp người thì mình phải tập cái tâm mình nó mở rộng ra, hiểu được nhân sinh này nó khổ lắm. Nhìn thấy ai cũng khổ để mình thương. Không biết từ đâu là mình có cái thói quen hãy nhìn cái người nghèo mới khổ, người giàu không khổ. Bây giờ mình tu Phật rồi, cái tình thương của mình nó phải rộng hết, cái lòng từ bi của mình nó phải bao trùm luôn. Hãy thương được người nghèo thì phải thương luôn người giàu. Bởi vì người giàu cũng khổ. Nếu mà người giàu không khổ thì làm gì có cái bộ phim người giàu cũng khóc, phải không nè? Nhiều người giàu khóc muốn chết rồi đó. Tại vì cái khổ á, cái người giàu này nó bị vô thường, nó bị thay đổi. Nhiều khi hôm nay họ giàu nhưng ngày mai họ nghèo làm sao? Mà khi họ nghèo quý vị biết là họ khổ. Nhiều khi họ khổ hơn người nghèo nữa. Bây giờ họ quen sống trong cái sự giàu sang rồi, bây giờ đùng cái họ thiếu thốn thì quý vị thấy cái nỗi khổ họ giữ không? Còn người nghèo họ thiếu thốn quen rồi, họ quen với cái hoàn cảnh điều kiện đó rồi. Nhiều khi họ mới có khổ không, chứ mình nhìn vô mà thấy họ khổ dữ lắm. Tại có một lần có cô Phật tử sư á, cô đi lên cái vùng cao nguyên á, cái vùng mà vùng cao á, đâu là Sa Pa hay Lạng Sơn gì đó không biết. Cô đi có từ thiện. Cô đi một chuyến về rồi quý vị biết không? Trời ơi, cô điện thoại cho sư, cô nói sư ơi, ở trên đó người ta khổ dữ lắm. Nhất là mùa đông này nè, mấy đứa nhỏ sư biết không, nó không có quần áo nó mặc, không có giày dép nó mang. Rồi cái cổ chụp cái hình, cái đứa bé đó nó khoảng chừng 5-6 tuổi đó biết. Đứa bé trai nó 5-6 tuổi, nó mặc cái áo không mà nó mặc cái quần, mà nó đi chân không nữa. Mà thời tiết trên Sa Pa thì lạnh dữ lắm, Cao Bằng Lạng Sơn thì lạnh dữ lắm. Chụp cái hình đó, mà nó, sư coi là nó khổ dữ không. Sư nhìn cái hình, cái sư mới suy nghĩ, mấy cái nơi khổ này thì cũng có rất nhiều đoàn từ thiện lên cho quần áo, cho giày dép. Nhưng mà khổ nổi cái đứa bé này nè, nó sanh ra trong hoàn cảnh khổ, nó quen, nó không quen mang dép, nó cũng quen mặc quần nữa quý vị. Nhiều khi người ta cho rồi nó mặc vô họ nó cũng tụt ra, rồi nó mang dép họ nó cũng giục dép nó dừng không. Bởi vì nó sanh ra từ đó, thì cái lạnh đó với nó là cái chuyện bình thường lắm. Tại từ nhỏ trong bụng mẹ đã, cái lạnh nó vui lọt lòng rồi, nó đã biết cái lạnh rồi. Nó lạnh dần 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 lên rồi nó quen. Nó quen thì mình lên đó, ở dưới đây là mình xứ nóng mà, mình ở dưới đồng bằng là nóng lắm, nực lên xứ lạnh mà thấy ồ quá. Trên đây nó là 7 độ C, 8 độ C, rồi nhiều khi có 5 độ C, lạnh quá lạnh. Mình thì trùm khăn, trùm dài dép mang vô vẫn thấy lạnh. Là lý do là mình ở cái chỗ nóc quen, cho nên lên lạnh thì mình cảm giác cái lạnh dữ lắm. Còn đứa bé này nó đã ở trong cái môi trường lạnh từ xưa giờ. Quý vị biết cái mấy người mà ở xứ lạnh là về Việt Nam mà là nóng dữ lắm. Rồi mình qua cái xứ lạnh đó, mình chịu lạnh không bằng người ta đâu. Tại cái cơ địa của người ta đã tiếp xúc với cái lạnh đó. Gọi là thận với tỳ với phổi với gan của người ta nó đã quen rồi, cho nên cái lạnh của họ rất là ít. Cái đứa bé này nó cũng quen rồi, thứ nhất là nó không quen mặc quần, thứ hai là nó không quen mang dép. Không biết quý vị sao chứ hồi nhỏ chúng tôi, bản thân chúng tôi là kinh nghiệm, hồi nhỏ chúng tôi cũng không mang dép, tại đi chân không quen rồi. Thời chúng tôi là thời giống như bao cấp vậy, chúng tôi lớn lên là không quen mang dép, mà có dép đâu mang, đi chân không quen rồi. Đến chừng mà có người cho đôi dép cái mang chút xíu à, mang chút cũng bỏ đi chân không cho nó khỏe. Còn bây giờ mang dép quen rồi mà đi chân không được. Đó là mình nói là những cái thói quen.
Mấy cô này thì cô nhìn nó, cô nói trời ơi tội quá sư ơi, nó bé quá mà nó lạnh lẽo, mà nó không có quần nó mặc, nó không có dép nó mang. Sư mới nói không biết nó có khổ không, chứ sư nghe cô nói thấy cô khổ quá. Không biết nó có lạnh không mà thấy cô lạnh không à. Quý vị biết nếu mà nó tự nó biết lạnh là do nhà nó kiếm quần nó mặc. Tại vì người ta cũng cho quần áo vậy mà tại nó không quen mặc. Đứa bé trai mà nó quen rồi, nhỏ lớn rồi mẹ nó từ cái thời mà thiếu thốn nó quen rồi. Mình á thì mình nhìn vô mình thấy khổ dữ lắm. Nó là thấy bình thường. Tại vì chúng tôi nó có sách mắt có chứng à. Tại khi mình ở xứ lạnh á thì cái da của mình á, cái da của mình á là nó tự sản sinh ra một cái lớp da chết để mà nó chống lại cái lạnh. Quý vị thấy mà mùa đông tới cái da mình nó hay móc lên không? Móc lên á là cái lớp da chết đó, nó đào thải ra, đó là quy luật tự nhiên. Tại có một lần chúng tôi đi qua bên Nepal á, chúng tôi có lên cái Nepal thì nó có cái gọi là cái núi, gọi là núi đỉnh núi Everest á, quý vị có nghe không? Là đỉnh núi cao nhất thế giới. Cái đỉnh núi này tuyết phủ quanh năm. Thì chúng tôi có ở gần cái đỉnh núi đó và chúng tôi ở một tháng trời. Mỗi ngày chúng tôi mới mướn cái xe ôm á, nó chở chúng tôi lên những cái đỉnh núi mà thấp thấp á, khoảng chừng cao khoảng chừng 3.000, 4.000 thôi. Cái đỉnh núi cao nhất là tới 8.000 lận. 8.000 là nó cao, từ đây lên trời á là 8 cây số. 8.000, hơn 8.000, tức là khoảng 8.000 mấy, tức là nó cao. Cao lên, cái độ cao lên trời là khoảng 8 cây số, trên 8 cây số. Thì nó không phải là một cái núi không, mà nó có một dải núi. Thì có những cái núi mà nó thấp thấp á, thì nó khoảng chừng 3.000, 2.000 mấy 3.000, thì xe Honda nó chạy theo cái đường mòn đưa lên trển được. Thì cái lên trển á, cho mấy khách tham quan du lịch Tây Ba Lô rồi lên trên nó nhiều lắm, để mà cảm giác cái lạnh. Thì chúng tôi lên trển á quý vị biết không, chúng tôi thấy mấy ông đạo sĩ. Mấy ổng hả đầu tóc bạc phơ hết, mà mấy ổng hả quấn cái khố không à, mặc theo kiểu Ấn Độ quấn cái khố thôi, rồi không mặc áo luôn, rồi lạnh lẽo lắm mà ngồi trên những cái cục đá nữa. Chúng tôi lên cái hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một cái ông đạo sĩ đó, ông ngồi trên cái cục đá mà đá lạnh lắm, tại nó là núi lạnh mà. Rồi mấy người Tây á họ kinh ngạc lắm, cái gì mấy người mà Tây Ba Lô á họ cũng xứ lạnh về, nhưng mà họ thấy cái lạnh này là mà sao cái họ ở xứ lạnh thì, nhưng mà họ có cái sự bảo hộ là quần áo. Thì mấy người Tây vẫn mặc áo ấm, áo gió, vẫn mang bao tay, bao vớ đồ. Rồi thấy cái ông này ổng không mang gì hết, ổng quá khô mà. Ông ngồi thì mấy người Tây họ rất là nể phục. Tức là cái sự chịu đựng của ông này giống như ông luyện một cái pháp gì trong người ông mà không lạnh. Thì mấy người Tây mới ngồi chơi những cái trò chơi mà bằng những cái cục đá nhỏ nhỏ vậy, ông như chơi ô quan mình vậy đó. Tôi thấy thì ai cũng surprise, ai cũng ngạc nhiên mà nhìn thấy mấy ông này ông lạnh như vậy mà ông không có mặc gì hết á, ông như quấn cái khố rồi thôi. Chúng tôi cũng ngạc nhiên, chúng tôi ngồi chúng tôi nghiên cứu, ngồi sát bên nghiên cứu. Trời, chúng tôi nhìn vô cái ống quyển của ông á, cái ông chân của tay ông mặc cái máy khố trên đây thôi, cái nguyên cái chân ông đưa ra nhìn, quý vị biết không, nó có một cái lớp da chết dày lắm. Thứ nhất là cái ông này theo chúng tôi biết là ông ở trong cái chỗ này là lâu năm rồi, ông ở đây ông tu lâu năm rồi. Thì thứ hai là ông quen với cái khí hậu. Thứ ba là vì nó lạnh cho nên ít có tóc, rồi bụi nó bám vô trong da của ông á, rồi nó cộng với cái lớp da chết nữa, cái tạo ra một cái lớp bì đó để bảo vệ cái lạnh. Giống như những cái con heo mà con heo lăn chai đó, bên trong rừng nó có những con heo già, heo rừng mà nó lăn chai là sao, nó hay cạ cái mình nó vô trong những cái cây để cho cái nhựa cây đó, nó chảy ra, nó thành chai mà ta hay trét tàu trét ghe đó, nó bám lên người đó để như vậy, để những cái con côn trùng không có chích vô được. Mà có nhiều con lăn chai mà nó già đến mức độ mà da nó dày mà tên bắn của mấy người thợ săn bắn không lủng luôn, tại nó có cái lớp da bảo vệ đó. Thì cái ông này cũng vậy. Thứ nhất là xứ lạnh ông bít tóc, mà chúng tôi nói có sách mới có chứng là bản thân chúng tôi kinh nghiệm là khi chúng tôi ở Ấn Độ á, quý vị có nghe khi 15 ngày không tóc, nó không có dơ đầu tóc, tại nó lạnh quá trời lạnh. Mỗi lần tắm như vậy quý vị, chúng tôi phải nấu nước sôi giống như mình lột da heo vậy đó, vô trong tắm cái nhà tắm là nó khói mịt mù, mình không thấy mình là ai luôn. Cái nước hơi nước mà nó bốc ra vậy đó, mình tắm vừa xong mình bước ra giống như mình nhẹ được 5 kg vậy đó. Mình cảm giác như mình nhẹ nhõm được 5 kg. Thì 5 kg đất đó, đất mà nó bám người mình khoảng 5 kg á, mình có cảm nhận như vậy.
Thì cái ông đạo sĩ này lớp bụi nó bám vô cái da ổng, rồi da ổng nó dày lên thì nó chịu đựng vậy thôi. Cái chúng tôi mới lại ngồi gần cái chân ổng, mới lấy cái móng tay nè, chúng tôi khiêu vô cái ông quỷ ông cái, nó bung bụi ra quý vị, bung cái lớp da ra, nó cạo ra cái, nó giống như nó túa bụi ra vậy, nó túa một cái da chết nè. Thì thật ra thì cái ông này ông quen với cái gạo đó, hiểu chưa? Rồi ổng có cái lớp da đó, nó tự nó sản sinh ra, năm này qua tháng nọ riết nó dày lên, nó chống được cái lạnh. Như vậy thôi. Đơn giản là cái tâm lý của ổng là không sợ lạnh. Còn mình chưa lên đã thấy người ta là run rồi. Thấy cái đứa bé nó cởi rùng không mặc dài, cái ở nhà bà la lạnh quá trời lạnh. Bà điện lên sư, bà nói sư ơi, trời ơi mấy đứa nhỏ rảnh tội lắm sư ơi, nó không có quần nó mặc, không có dép nó mang mà lạnh lắm. Chụp cái hình đưa sư, thấy đứa nhỏ đứng tỉnh bờ, đứng ngay đó nhìn mà mọi người không có gì. Cái sư mới nói không biết nó có lạnh không, chứ sư thấy cô lạnh dữ lắm rồi. Nó như vậy đó. Như vậy thì nói hỏi lạc đề, kể chuyện nó vòng quanh thế giới. Bây giờ quay lại tới đâu rồi? À đây, thế nhân cần có tình thương, đúng đó. Đừng nên ỷ thế lấn đường người ta, tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Như vậy thì mình sống cần có tình thương. Tình thương này là phải sao? Là phải thương người và thương mình. Nghe cho kỹ. Mình nó nhiều khi thương người mà quên thương mình. Có nhiều người họ thương người khác mà họ khổ bản thân họ. Mà việc làm gì mà lợi cho người, hại cho mình, vui cho người mà khổ cho mình thì có nên làm không? Đức Phật dạy không nên nghe. Đức Phật dạy những việc làm gì mà lợi người hại mình không làm, lợi mình hại người cũng không làm, lợi cả hai thì càng không làm. Chỉ có khi nào lợi cả hai thì làm, hại cả hai thì dứt khoát không làm, mà lợi cả hai thì làm. Đó mới đúng là cái người có tình thương. Có nhiều người mình thương người ta quá đến mức độ quên thương mình luôn. Mà theo quý vị mình cũng là một chúng sanh, đúng, thì mình cũng cần có tình thương chứ. Mà tại sao mình làm khổ mình quá vậy? Tại sao mình đem những cái phiền não ở đâu biết vô mình làm khổ cái tâm mình? Mà không biết là mình có làm cho người ta khổ hay không, nhưng mà trước mắt là mình thấy mình làm cho mình khổ. Như vậy thì tính ra mình cũng không có tình thương. Cho nên làm người cần có tình thương ở đây là cái gì? Là thương mình và thương người mới được. Mà thương người quá mà không thương mình cũng không xong. Mà thương mình quá mà không thương người cũng không xong. Mà không thương cả hai thì càng không xong nữa. Mình thường làm khổ mình xong rồi làm khổ người khác nữa. Quý vị không tin chúng tôi, quý vị để ý đi. Mình làm khổ mình đã, rồi mình làm khổ luôn cả người thân bên mình. Cái đó là cái dở của mình. Mỗi lần mình buồn mình khổ gì hết, cái nào mình đem cái nỗi khổ đó buồn đó mình chia ra người thân mình, bạn bè mình, ai nó cũng khổ lây hết rồi. Thang giảng tùm lum hết. Không tin chúng tôi, bữa nào mày hỏi mấy người bạn, bữa tao buồn quá tao điện thoại cho mày tao nói cái gì vậy? Nói trời ơi, bữa bà điện cho tôi bà kể lại bà than bà khóc bà làm tôi cũng mệt với bà luôn đó. Như vậy thì mình sống là khổ mình rồi còn khổ. Thì bây giờ cái người tu chúng ta là gì? Phải có trí tuệ. Khi mà nó khổ đến với mình thì mình tự mình phải hóa giải. Phải hóa giải cái nỗi khổ niềm đau đó cho xong đi. Có niềm vui rồi mời đem cho người khác được niềm vui. Thôi mình có cái gì mình cho người ta cái đó. Mình chưa hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cái thân này rồi là mình đem ra mình cho toàn là cho phiền não. Cái điều này hỏi gì? Thầy trụ trì biết nhất. Bây giờ có câu là đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Thấy ai khổ có tới đây gặp thầy trụ trì bắt đầu trút à. Cho nên có nhiều chùa, có nhiều người hỏi tại sao chùa xây lớn vậy chứ? Trời xây để chứa đựng chứ. Nỗi khổ niềm đau của quý vị mà mỗi người, quý vị có thử nghĩ là mỗi người một cái nỗi khổ niềm đau, 100 người 100 nỗi khổ niềm đau, 1000 người đem trút mà không xây cái chùa lớn lấy đâu chỗ đồ chứa. Thấy không nè? Thế gian cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta, tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh, sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, nghiệp dày phước bổng đức tài chưa xong. Mình có hoàn hảo không? Không. Mình cũng sai, nhưng tại mình không thấy cái sai của mình. Thường thì mình thấy cái sai của mình, thấy sai của người khác không à. Cuộc đời nào có bền lâu, vô thường không hẹn, biết đâu mà lượng.
thân trầm vinh nhục phong sương, giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu. Đó, phải sống như vậy đó thì mới gọi là sống như thế nào cho đáng. Thế còn sống mà dài hay ngắn không quan trọng, mà phải sống như thế nào mới là quan trọng. Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị một cái thông điệp đơn giản thôi. Kiếp người dài ngắn bao lâu thì tùy theo thọ mạng mà lo âu làm gì. Nhớ, khổ sầu phiền não mà chi tối ngày quý vị khổ sầu, sợ chết quá, sợ già, sợ bệnh quá, rồi nó cũng tới chứ nó mà sợ nó không tới đâu mà lo. Mà thường thì quý vị biết không, mình lo cái điều gì mà để cho mình an á thì mình nên lo, mà lo cái gì mà mình bất an thì làm ơn đừng lo đi. Thường đấy, chẳng hạn như mình có chuẩn bị, mình có lo thì thường mình an tâm, đúng không? Bây giờ cái chuyện đó tôi có sắp, tôi chuẩn bị rồi, tôi có tính toán rồi, tôi có lo rồi, phải an tâm đi. Còn mình ngược lại ngộ lắm cái gì, đã lo rồi mà còn bất an nữa. Cho nên mình lo quá thành ra là cái gì, lo âu luôn. Người ta lo để người ta khỏi âu thì mới gọi là lo. Nhưng cái chuyện đó là mình đã có sắp xếp trước rồi, hiểu không? Mình có lo là lo rồi, cho nên mình yên tâm. Lo để mà yên tâm, để mà an thì nên lo. Còn lo mà để không yên tâm và bất an thì làm ơn khỏi lo luôn. Tới đầu tư không biết ngày mai ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Như vậy cho nó khỏe, đúng không? Rồi cuộc đời nào có bệnh lâu, vô thường không hẹn biết đâu mà lường. Thân trầm vinh nhục phong sương, giữ lòng thanh thản đừng vương khổ sầu. Mà phải ra làm sao giữ cái lòng mình nó thanh thản, nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, giữ lòng bình thản chuyện gì cũng qua, có thể gần có thể xa, duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên. Cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Đó, mục đích của chúng ta là gì? Mình phải xét ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên. Mình cảm thông cho cái người đó, nhiều khi họ đang bị trải nghiệp, mình cảm thông cho họ. Nghĩ họ sân si mình cũng thấy họ khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì. Tại mỗi lần mình giận mình sân si mình có khổ không? Khổ. Mình thấy người kia họ sân si với mình, mình phải thương họ hay ghét họ? Thương họ. Họ đang bị gì? Phiền não thiêu đốt. Quý biết cái lửa sân nó ghê lắm. Trong kinh ví dụ là cái lửa địa ngục á, mà đem so sánh với cái lửa thường của mình á, thì cái lửa địa ngục nó nóng gấp 1/16,000 lần. Nóng ghê vậy đó. Mà cái lửa phiền não trong lòng mình á, nó đem so với cái lửa địa ngục thì nó nóng gấp 1/16,000 lần. Như vậy thì mình suy ra đó, cái lửa mà phiền não đem so với cái lửa thường, nó nóng gấp 1/32,000 lần. Mà quý vị thấy người ta bị phỏng cái lửa thường mà thấy thương không? Thương. Không tin chúng tôi bữa nào ngày mai tức khắc vô trong bệnh viện mình lấy cái khoa phỏng á, thấy ai mà bị phỏng coi, trời ơi mình mày nó cháy xén đen thui hết rồi, rồi thịt nó chín hết trơn. Mà trong những cái vết thương mà khó trị nhất là vết thương phỏng. Quý vị thấy là sao không? Thịt nó chết rồi, tế bào nó chết rồi, nó khó phục hồi lắm. Mình đứt tay đứt chân gì đó, chảy máu tùm lum vậy mà nó dễ trị, thịt nó còn sống. Còn cái thịt này nó đen thui thù lùi rồi, nó chín rồi mà nó trị khó lắm, lâu lành lắm. Mà nếu nó có lành thì nó cũng để lại di chứng thì ghê lắm, chằng chịt dữ lắm. Cái gì không tin chúng tôi lấy mấy cái hình mà bà nào bị phỏng ra đi, rồi sau khi trị lành đi, có gì nhìn vô cái gì đó, da nó chằng chịt lắm. Phải mổ chỗ này, cắt chỗ kia, lắp giá vô mới được. Tại cái thịt chỗ đó nó chín rồi, nó chết rồi, tế bào nó chết rồi. Cho nên mình nhìn họ mà bị cái lửa phỏng như vậy mình đã thương rồi, huống hồ chứ cái người mà đang bị cái lòng sân hận mà thiêu đốt họ. Mà cái lòng sân hận này, nó lửa này nóng gấp 32,000 lần cái lửa kia. Quý vị biết
Là Đức Phật đang nói về cái tác hại đó. Cái lửa mà bình thường nó đốt mình thì chỉ có đốt mình thôi, còn cái lửa sân nó đốt người khác nữa, tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp rồi nó cứ xây qua nó khổ hoài, khổ luân hồi đó. Cho nên ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên, cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Đó là cái sống như vậy đó mới gọi là đáng sống. Sống như thế nào để mà khi chết đi mỗi người khóc mình mỉm cười. Sân si nhất định không làm đó. Đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều tiền tình vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu trò vừa. Nếu mà nói tham thì tiền tình trên cuộc đời này bây giờ muốn bao nhiêu cho vừa đấy, bao nhiêu cũng không đủ. Cho nên là biết đủ mới đủ, đợi đủ khi nào đủ. Bằng chứng là nhiều ông bây giờ của cải xài ba đời còn chưa hết nhưng mà vẫn tham. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn ham mê của cải bạc vàng, vẫn khát khao ước hoài hy vọng. Không hiểu tại sao nữa. Của cải thì quá trời rồi, nhiều khi đời họ, đời con đời cháu họ nó cũng chưa hết nhưng mà cũng tham lam. Cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Sân si nhất định không làm nhớ. Mình là người tu thì nhất định sân si không làm. Đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều tiền tình vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Đừng nên lưu luyến say sưa, xả ly đừng chấp đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có gì của ta. Câu này hay. Mình nói mình có mình chứ có mình không? Vô ngã. Ai mà thấm được cái vô ngã mới vô ưu. Còn ai mà còn ngã thì còn phiền. Con ta tài sản đây là người ngu nghĩ thế nhưng mà có chi. Chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Này Phật dạy à, Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là vậy. Cái người mà nói con mình, tài sản của mình đó, là Đức Phật dạy cái người đó là người thiếu trí. Thân ông còn có nữa, còn đâu tài sản đâu. Thân mình chính thân còn có nữa, con đâu tài sản đâu. Đấy, rõ ràng. Thấy không nè, đừng nên lưu luyến say sưa, xả ly đừng chấp, đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có. Có gì của ta? Bằng chứng là bây giờ mình, nếu là nó có mình thì là mình này có mình đây thì mình biểu mình đừng có chết đi, được không? Rồi mình sống hoài được không? Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài đâu. Đủ duyên hòa hợp sinh ra, hết duyên tan rã có gì ta đâu. Đó, cái người tu là phải thấy như vậy. Cái thân này là ngũ quẩn, do năm cái khối nó hợp thành, đủ duyên nó hòa hợp sinh ra con người đó. Nhưng mà hết duyên thì sao? Tan rã có gì ta đâu. Bây giờ mình hỏi mấy người chết đó, có gì không? Bây giờ mình ra mình hỏi mấy người chết đó, rồi sống vậy đi, rồi mình hỏi rồi có gì? Không có gì hết trơn. Hết duyên tan rã có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không mong, luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân. Thôi thì hôm nay thời gian nó quá dài rồi, ta giảng tiếng đồng hồ này, giảng tiếng rưỡi rồi, hơn tiếng rưỡi luôn rồi, gần 2 tiếng luôn rồi. Nên thôi xin hẹn kỳ sau, chứ giảng hết kỳ này kỳ sau lấy gì giảng. Cái này mà ta nói câu nó vui vui một chút là kinh doanh hay làm ăn mà biết giữ mối à. Chứ bây giờ giảng cho hết rồi coi cho cố vô, rồi bữa sau cái có gì giảng cái mất mối à. Cho nên thôi xin phép quý vị cho chánh định được dừng lại ở đây. Trước khi dứt lời thì cho chánh định được nói lời niệm ân đến Đại Đức Trụ Trì cùng chư Thông Đức Tăng.
Đặc biệt là tất cả các Phật tử, quý vị đã cho chánh định một cái nhân duyên, một cái không gian thời gian phải nói vô cùng tuyệt vời. Không khí hôm nay thì cũng mát mẻ, mà cảnh quan thì rộng rãi, ngồi đây giảng pháp được nhìn ra đường đó, lâu lâu thấy có người quẹo vô mừng muốn chết. Đầu tiên là thầy trụ trì tính cho chúng tôi xuống cái phòng ở dưới có máy lạnh rồi giảng trong phòng kính là cho quý vị nghe, nhưng mà chúng tôi lại đòi hỏi lên đây, bởi vì chúng tôi muốn á là để cho Phật tử đi qua đường mà nếu mà có nghe biết trong đây giảng pháp thì họ có thể dừng lại họ vô họ nghe, để thêm được một người nghe pháp nữa. Cho nên thì hôm nay chánh định rất là hoan hỷ. Đặc biệt là chúng tôi được biết cái thầy trụ trì ở đây là trên 10 năm rồi quý vị. Nãy thầy trụ trì có nhắc lại ngày xưa thầy trụ trì mời chúng tôi qua cái chùa ở trên Biên Hòa giảng pháp á, là cái thời đó thầy trụ trì còn chạy chiếc xe Honda hay bánh chạy qua chùa chúng tôi, thỉnh chúng tôi về chùa thuyết pháp, mà vô chùa thấy chúng tôi đang quét rác nữa, rồi thầy vô thầy thỉnh cái chúng tôi mặc đồ vô đi luôn, đi giảng luôn, giảng xong rồi đưa về bằng xe Honda. Rất là kỷ niệm. Thì hôm nay thôi xin được niệm ơn đại đức trụ trì cùng chư tăng, đặc biệt là quý Phật tử đã giúp cho chánh định được hoàn thành cái nhiệm vụ bài pháp này rất là tuyệt vời. Không biết nói gì hơn, nguyện cầu quan tâm bảo quay lực chư thiên thì từ gia hộ cho thầy cùng quý vị được thân khỏe tâm an, luôn luôn khắc tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng đứng dậy hướng về thượng tọa giảng sư, chúng ta đồng chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Thế theo chu kỳ thời gian thì vào giờ phút này cũng sắp hết ngày cũ để chuẩn bị đón sang ngày mới. Ấy thế mà trong khoảng thời gian trôi qua, toàn thể Phật tử chúng con chưa tìm được cho mình một chút bình an, một chút an lạc hay một chút giải thoát cho tự tại tâm mình trong một ngày cũ đã qua. May mắn thay, hạnh phúc thay và phước báo thay cho toàn thể nam nữ Phật tử chúng con chiều hôm nay đến tại chùa Cửu Thiên, được ngồi dưới mái già lam, được lắng động tâm tư bởi những lời pháp vô cùng quý báu của thượng tọa giảng sư. Chúng con thầm tưởng ấy là trận mưa pháp để cho chúng con thấm nhận thêm triết lý của đạo Phật và hiểu thêm cuộc sống đầy vô thường và mộng mảnh. Vào giờ phút này thời pháp đã trôi qua, nhưng còn động lại trong chúng con vô cùng lời quý ơn và biết ơn đối với thượng tọa giảng sư. Một lần nữa thay lời cho đại đức trụ trì cũng như toàn thể nam nữ Phật tử tại đạo tràng chùa Cửu Thiên chúng con xin được đảnh lễ tri ân thượng tọa giảng sư đã bất từ bi nguyện hạ cố quang lâm trở về chùa Cửu Thiên với lời thỉnh cầu thiết tha của Phật tử chúng con, mà đã ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Với tất cả tấm lòng cao cả của người đi trước đã hướng dẫn cho toàn thể Phật tử chúng con, chúng con không biết lấy chi cho cân xứng với công đức ấy. Chúng con chắp tay cầu nguyện hồng ân tam bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho thượng tọa giảng sư pháp thể kinh an. Dầu mưa hay nắng, dầu trời có bất biến hay như thế nào, chúng con vẫn cầu mong cho thượng tọa được sức khỏe vạn an để tiếp tục hướng dẫn cho toàn thể các đạo tràng mà thượng tọa đi tới, để chúng con được trở về với thế giới an lành của mười phương chư Phật. Vậy vào giờ phút này chúng con cung thỉnh thượng tọa khởi xướng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.